Chào anh chị và các bạn, trước mắt anh chị và các bạn đây là những chiếc máy xúc đào Hyundai Volvo Doosan bánh xích. Đây là những chiếc máy đào được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đây là một chiếc máy đào Doosan DX55 đời 2012 ACE. Mình sẽ quay tổng quan về chiếc máy đào này để cho các bạn được xem chi tiết. Quan thì chiếc máy này đang còn khá là mới. Xích cabin còn khá là đẹp. Bên cạnh chiếc máy Doosan đây là chiếc máy Volvo EAW55C. Mình sẽ quay bơm vào máy của chiếc máy đào Doosan DX55 bánh xích đời 2012. Chiếc máy Volvo. Đây là chiếc máy đào bánh xích Hyundai Vobex 55. Máy đào Volvo bánh xích đời 2009. Quý anh chị nào có nhu cầu về các cái dòng sản phẩm máy đào bánh xích 55 Volvo Doosan Hyundai thì xin liên hệ số điện thoại ở phía dưới phần mô tả của video.
cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.